Thưa quý vị và các bạn, sau một tuần gia quân tổng kiểm soát đối với xe ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý gần 1.100 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt trên 400 triệu đồng. Các lỗi vi phạm bị xử phạt chủ yếu là chạy quá tốc độ, đi sai phần làn đường và người điều khiển phương tiện xe mô tô không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý đã xử phạt 34 trường hợp người điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn. Qua ghi nhận, công tác gia quân kiểm tra xử lý vi phạm trong tuần qua đã được thực hiện nghiêm túc và quyết liệt. Đợt tổng kiểm soát đối với xe ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô của lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh thực hiện từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 14 tháng 8 và chia thành hai đợt. Đợt 1 từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 29 tháng 7, đợt 2 từ ngày 30 tháng 7 đến hết ngày 14 tháng 8. Đợt cao điểm sẽ tập trung vào các lỗi là nguyên nhân gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, điều khiển phương tiện quá tốc độ và vi phạm phần đường. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.